Mami đẹp quá, mami đi đâu vậy? Cảm ơn Hà Tiên khen mẹ đẹp nè. À, thưa Hà Tiên cũng như tất cả quý vị là hôm nay đó là Ngọc Huyền đến với Tâm Ca Đạo Hiếu vòng 2 nha. Hôm nay thì Ngọc Huyền sẽ review cho tất cả quý vị xem những thí sinh nào có những giọng hát và chúng ta phải dành tặng chia tay để bước vào vòng 3 của Tâm Ca Đạo Hiếu. Nhưng mà trước khi đi thì sẵn ngay đây thì Ngọc Huyền cũng xin cảm ơn má 6 Kim Nguyên và má 2 Kim Nguyên của Ngọc Huyền. Cái lúc mà Ngọc Huyền ở bên Việt Nam để làm giám khảo trong chương trình Tài Tử Miệt Vườn mùa 2 đó, thì sinh nhật Ngọc Huyền không có về đây để dự sinh nhật cùng gia đình được, thì má 6 má 2 đã đem tặng cho con cái hoa này nè. Mà hôm nay đã qua tháng 7 rồi, gần cả một tháng rồi mà hoa vẫn còn đẹp nè quý vị thấy không? Nhưng trong cái review này đó thì con cũng xin cảm ơn má 2 Kim Nguyên và má 6 Kim Nguyên của con đã dành tặng cho con những tình yêu thương và đùm bọc tiếng hát này suốt những năm tháng mà con sống tại hải ngoại. Vâng, và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị cùng với Ngọc Huyền hành trình tiếp đến đài truyền hình IBC TV Chùa Điều Ngự để mà chúng ta xem Tâm Ca Đạo Hiếu mùa 3 vòng 2. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đành tạm chia tay một số giọng hát đẹp để mà chọn những giọng hát thật là xuất sắc hơn nữa vào vòng 3 của mùa 3 Tâm Ca Đạo Hiếu nha cả nhà. Đợi Ngọc Huyền review nha. Thưa tất cả quý vị, giờ này vừa tuần kinh xong thì tất cả quý Phật tử ra đây để dùng cơm trưa, và cơm trưa xong sẽ đến đây để ngồi tham dự cái Tâm Ca Đạo Hiếu mùa 3. Và đây nên em á, trời ơi nó nghĩ nó ngon tớ đến em ủng hộ gà nhà nè, gà nhà thương quá rồi, con cảm ơn má ơi, má ăn cơm bây giờ đang tới giờ chị không ăn rồi. Rồi con mời ngồi lên thử tỏa. Dạ, anh yêu của em, idol của tôi nè, trời idol của tôi nè.